Ra đây mua gà đi. Dạ tiền bà nhá. Vâng. Bán rồi à? Đây, nhắn con khít cả đây. Tôi bán cả xong lấy cái mua sữa nhá. Ăn không? Rồi. Rồi. Ừ, cứ bán gà đi. Cứ ăn gà nhá. Ôi, ôi, ôi. Ừ. Gà này là đẹp rồi, không chê rồi. Mua đi. Thế cháu lấy hết cả lùng này á. Ờ, lấy hết đi, 500 đi. Dạ tiền bà đấy. Dạ tiền bà nhá. Vâng, bà thư. Con xin nhá. Ờ, lấy cả lùng đi. Thank you.
ăn mỗi lần đầu mùa là đến bây giờ tôi cũng ăn lâu lâu ăn bữa ăn mãi không luộc ăn ngon lắm bà ơi. Tôi đọc thích ăn buộc à. Đã đã ừ đã má luôn không cười xa quá. Tắt mà ăn vậy. Nha. Ui, ui dồi. Ui dồi. Ui dồi. Đi đây. Đi chơi thôi, đi bán thôi. Đợi cụ nhá. Dưới bón à? Sao cho nó dưới xuống đây đi. Đấy. Lấy đi. Mà lấy cái bươi khác thì cũng phóng mới ngoan quá, có này bươi mình có không mà.